Chiều 31 tháng 8 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phước Bình Len chuyên nhận ký gửi và giới thiệu đất nền dự án khu dân cư xây dựng Hà Nội và khu dân cư HUD Nhân Trạch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị có nhu cầu mua hoặc bán đất nền dự án khu dân cư xây dựng Hà Nội và khu dân cư HUD Nhân Trạch, xin hãy liên hệ với chúng tôi để đạt được những điều mà quý vị mong muốn. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. $215 tỷ xây đường Lê Hồng Phong nối dài tại huyện Nhân Trạch. Ban quản lý dự án huyện Nhân Trạch chủ đầu tư bên mời thầu đang lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đường Lê Hồng Phong nối dài huyện Nhân Trạch có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách huyện. Theo đó, gói thầu số 7 xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, di dời điện trung thế, gia cố đường ống cấp nước có giá 117,667 tỷ đồng, thời gian thực hiện 540 ngày, đang được lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến đóng, mở thầu trong ngày 8 tháng 12 năm 2023. Dự án là công trình giao thông đường bộ, cấp 2, có tổng chiều dài khoảng 1,044 km, điểm đầu giao tại đường Lê Hồng Phong và đường D15 hiện hữu, điểm cuối tuyến giao với đường đi cảng Phước An hiện hữu. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Nhân Trạch đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với dự án đường Lê Hồng Phong nối dài năm 2022 sang năm 2023. Dự án đường Lê Hồng Phong nối dài trên địa bàn hai xã Long Thọ và Phước An, dự án có tổng mức đầu tư là 215 tỷ đồng. Dự án được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt vào cuối tháng 12/2020, hiện đang trình thẩm định và chờ phê duyệt hồ sơ, dự kiến trong quý 2 năm 2023 tổ chức đấu thầu xây lắp. Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, dự án được bố trí kế hoạch bổ sung vốn với số tiền 95 tỷ đồng. Từ nguồn thưởng vượt thu, do dự án còn đang lập hồ sơ bồi thường nên không giải ngân được trong năm qua. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thống nhất thông qua nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đối với dự án đường Lê Hồng Phong, nối dài năm 2022 sang năm 2023 với số vốn là 95 tỷ đồng. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Dương Thị Mỹ Châu đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc ban quản lý dự án huyện khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết để sớm triển khai thực hiện dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công tác giải ngân của dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được thông qua theo quy định của pháp luật, trong đó cần quan tâm đến công tác bồi thường, thu hồi đất, cấp tái định cư bảo đảm đúng đối tượng, tránh phát sinh khiếu nại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thành dự án. Nhân Trạch 21 giờ xin kính chào bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới kênh YouTube Nhân Trạch 21 giờ của chúng tôi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hiện nay chúng tôi đang nhận ký gửi và giới thiệu đất nền khu đô thị Phước An, Long Thọ, thành phố mới Nhân Trạch gồm các dự án. Dự án đất nền của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Dự án đất nền của Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị HUD. Dự án đất nền của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh Nhà Thành Hưng. Dự án đất nền EcoSun của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang. Dự án đất nền, nhà phố DTA của Công ty Cổ phần Đệ Tam. Dự án đất nền khu tái định cư Phước An, Nhân Trạch. Bạn có nhu cầu ký gửi hay tìm mua đất nền tại các dự án trên? Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc đường link website ở phía dưới phần mô tả để đạt được những điều mà bạn mong muốn. Nhân Trạch 21 giờ rất hân hạnh được hợp tác cùng bạn.